thay chào đón tất cả quý vị khách quý đang có mặt để tham dự tiệc cưới của các bạn trẻ Trúc Phương và Văn Đạt. Kính thưa quý vị, trong nền văn học dân gian Việt Nam có câu thơ rằng chim khôn ăn trái ngạn lông, trái khôn dựng vợ, gái ngoan gả chồng. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay để chứng minh cho quy luật tất yếu ấy. Và lời đầu tiên, bằng tất cả niềm hân hoan, cho phép Thùy Như và MC Ngọc Hiệp xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe thân thương cùng lời chào chân trời nhất. Kính thưa tất cả quý vị, chắc hẳn rằng ngày hôm nay tất cả quý vị chúng ta đang có mặt bên trong vũ trường. Quý vị đã từng nghe từ ngàn xưa Thượng Đế đã ban tặng cho con người những đặc ân rất lớn lao, trong đó có tình yêu. Vâng, đã nói đến tình yêu, đó là một đề tài muôn thuở. Và về tình yêu của đôi lứa là một ma lực, một mãnh lực để đưa tất cả tình yêu gần với nhau hơn. Và cũng chính từ tình yêu đó đã chấp cánh cho đôi gương vượt qua muôn ngàn trở ngại, những khó khăn, những thử thách, nhưng tất cả không ngăn cản được trái tim đang yêu. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã quyết định sẽ tay trong tay đi đến bến bờ của tình yêu, bến bờ của hạnh phúc. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, ngay giây phút ngày đây, tôi như xin mời tất cả quý vị khách quý hãy cùng chào đón một điều thật tuyệt vời từ thứ bảy ngay trong lễ cưới của đôi uyên ương Trúc Phương và Văn Đạt hôm nay. Và rất mong quý vị có thể chào chào tay thật lớn và thật lớn những điều kỳ diệu đang xảy ra. Cứ về được bao nhiêu vị trí không thể không buồn. Có khi anh sợ tại vì anh biết con đất sẽ dần giết ta theo thời gian. Đôi mắt đã ngủ sâu, tin làm sao khi anh đã yêu em được như vậy. Muốn để bên em tôi mỗi giây mỗi ngày cho em, là con gái cứ vẫn lòng đất đó khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa, chỉ cần một cái gật đầu cha mẹ về bên nhau. Để chẳng may đường về chưa đông lắm gì, có bóng tay chở che em lầy. Cái gật đầu dù chán sân đâu, mong cần đường về em để sẽ chia, và dù cho ai có nói sẽ là giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đau dễ dàng. Vâng, điều kỳ diệu đã xảy ra với tất cả quý vị đang có mặt bên trong hội trường với những lời tình yêu chân thành nhất. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lòng để em là mây bay. Biết là sao khi anh đã yêu em nhiều như thế, bên em đôi mỗi giây ngày cho em, là con gái đâu phải đặt lòng đất đo khi hẹn hò. Là thế nào để có thể bên nhau như đã hứa, đôi lên thành những cái gật đầu xin cha mày về bên em. Để chúng mày đừng về chưa đang đã dối, chúa trẻ em này. Cái gật đầu dù chán sân sâu, chỉ mong cần được bên em để sẽ chia, và dù cho ai có lắm sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đau dễ dàng. Vâng, đó là một lời tỏ tình chân thành nhất mà bạn đã từng gần chiếc người vợ rất đẹp, rất xinh của mình cho ngày hôm nay. Anh chỉ cần một cái gật đầu và anh sẽ cho em có một thiên đường, một hạnh phúc, và điều đó đã xảy ra. Rất mong tất cả người có thể cho đôi nguyên một tràng tay thật lớn và thật là nhiệt đi ạ. Vâng, và tất cả quý vị khách quý thân mến, đôi nguyên rạng ngời xinh đẹp với cô dâu xinh xắn Trúc Phương đang
bên cạnh chàng chú rể điện trai Văn Đạt của chúng ta ra mắt hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý. Và để có được ngày vui ngày phúc trọng đại như ngày hôm nay thì đó là nhờ công ơn sẽ là nhượng dục của những bậc làm cha làm mẹ. Và ngay sau đây thì Như trân trọng kính mời quý vị khách quý hãy cùng nhau hướng mắt vào phía đôi bên gia đình cùng gặp gỡ những đấng sinh thành hạnh phúc nhất trong buổi tiệc cưới chiều hôm nay. Và kính thưa quý vị, về phía đại diện họ nhà gái, trân trọng kính giới thiệu và kính mời quý ông bà Huỳnh Tấn Long và Võ Thị Hảo là bố mẹ của cô dâu sẽ đại diện họ nhà gái. Trân trọng kính mời đại diện họ nhà gái ra mắt quan viên hai họ quý vị khách quý. Và tiếp đến về phía đại diện họ nhà trai, xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý ông Đàm Văn Khuôn là bố của chú rể. Đề nghị hôn trường cưới hãy cùng nhau dành tặng một trái tim nồng nhiệt để cùng đón chào sự kiện của hai bên gia đình chúng ta. Vâng, kính thưa tất cả quý vị đang bước trên lễ đài là những người làm cha làm mẹ đang nở nụ cười rất hạnh phúc khi ngày hôm nay chứng kiến con cái chúng ta đã trưởng thành. Vâng, quý vị đã từng nghe ông cha ta từng nói một câu rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Ngày hôm nay nụ cười đang hạnh phúc nở trên mặt những người làm cha làm mẹ khi chứng kiến con cái đã trưởng thành. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, sự hiện diện đông đầy của quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay đó là niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao của phía đôi bên gia đình chúng tôi, và đồng thời đó cũng là những lời chúc phúc chân thành nhất dành tặng đến cho cô dâu chú rể trong ngày đặc biệt này. Và ngày hôm nay thì được sự thống nhất của chính quyền sơ soạn tài, sự đồng ý vun vén của hai bên gia đình đã chính thức chọn ngày 3 tháng 4 năm 2018 nhằm ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất làm lễ ra mắt phu quy cho đôi ngôn. Vâng ạ, và ngay sau đây thì Như trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý hãy cùng đón nhận những lời tri ân từ phía đại diện hai bên gia đình chúng tôi. Và xin được trân trọng kính mời. Tôi xin kính thưa tất cả quý vị khách quý, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc của hai con chúng tôi. Tôi xin được thay lời hai bên gia đình cảm ơn mọi người đến đây đã dự buổi tiệc của con chúng tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn. Xin chúc quý khách ngon miệng. Vâng, chắc hẳn vừa rồi là những lời cảm ơn tuy rất ngắn gọn nhưng chắc là những tình cảm yêu thương nhất mà đại diện hai gia đình đang gửi đến cho tất cả quý vị. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, chắc hẳn rằng trước mắt tất cả quý vị đã có một tháp rượu và một tháp bánh gato. Đây là tượng trưng cho một ngôi nhà hạnh phúc, và đây cũng là một phần quà chứa đầy ý nghĩa nhất mà gia chủ tiệc cưới Lý Hải đã gửi đến cho Đê Ngương với một câu chúc cũng như thay mặt cho tất cả quý vị chúc cho Đê Ngương được 100 năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và chắc hẳn rằng ngày hôm nay không ai hết trong giây phút này đôi bạn trẻ sẽ cùng tay trong tay rất những ly rượu hồng chứa đầy tình yêu thương, chứa đầy những gì nồng nàn tuyệt vời nhất. Vì giờ đây mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy tay trong tay các chút bên kem tình yêu ngọt ngào nhất ạ. Vâng, và xin mời hai bạn. Kính thưa tất cả quý vị có khách, chắc hẳn rằng một tháp bánh, một tháp rượu tượng trưng cho ngôi nhà hạnh phúc. Trong ngôi nhà hạnh phúc chắc hẳn rằng sẽ có những cây đắng, những mặn nồng, và đằng sau ấy chứa đầy những hương vị ngọt ngào của tình yêu. Ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã cùng tay trong tay đặt viên gạch tình yêu để xây dựng một nền móng để cùng củng cố một ngôi nhà của hạnh phúc. Và tiếp theo xin mời hai bạn hãy cùng nhau tiến đến bên tháp rượu sâm anh, món quà tình yêu thứ hai mà chị cầu ảnh thật Lý Hải của chúng tôi đến từ địa chỉ Tân Tứ, Ninh Thuận, thị xã Ninh Hòa, dành tặng đến ngày phúc tuyệt vời của hai bạn. Kính thưa quý vị, thiên mừng các bạn trẻ chúc vui và băng đà của chúng ta, họ cũng đã từng thề nguyện với nhau rằng dù mới bị một ngày kia không mạnh sâu sắc. Chắc hẳn rằng trước mắt tất cả quý vị đều mừng tất kẻ cầm bên nhau cùng chiếc buồn ngọt sẽ bùi cùng tay chung tay để xây dựng một ngôi nhà tình yêu, ngôi nhà mâm cây của hạnh phúc. Chắc hẳn rằng quý vị và cũng như anh em mình của chúng tôi không có gì hơn ngoài một câu chúc tuyệt vời nhất, chúc
cho đời hương của chúng ta được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phù thế. Thưa quý vị, ngay từ khi mới lúc lần mẹ, ngay từ khi còn nằm nuôi, chúng ta đã nghe rất nhiều câu ca dao tục ngữ nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của nhân vật làm cha làm mẹ. Con cò cộng nắng cộng mưa, mẹ tôi cộng cà tổ mùa gió sương. Biết khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. Và trong ngày đại lễ của cuộc đời mình, Thế Như và Ngọc Nghệ xin mời Đôi Ngân hãy cùng nhau lần lượt dâng những ly rượu mừng hạnh phúc lên những đấng sinh thành của mình với tấm lòng hiếu kính và biết ơn. Và trước tiên xin mời cô dâu chú rể hãy cùng nhau dâng ly rượu mừng lên cho bố mẹ của cô dâu. Tay nâng chén rượu đầy, ly này nghĩa mẹ, ly này công cha. Chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta sự tình. Tiếp theo xin mời cô dâu hãy cùng nhau dâng ly rượu mừng lên cho bố của chú rể. Chắc hẳn rằng có những điều hơn cả những gì tuyệt vời nhất ngày hôm nay là những người con cùng tay chung tay sẽ cùng nâng ly rượu để mời bố với những lời cảm ơn chân thành nhất. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con hình hài vóc dáng này. Và ngày hôm nay một lần nữa con lại cảm ơn cha mẹ cho con một người vợ thật tuyệt vời và một người chồng như ý. Ngay giây phút ngày đây, Thi Như và Ngọc Huyền xin trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý hãy cùng nhau hướng vào phía trung tâm lễ đài hạnh phúc để ngắm nhìn đôi ngôn của chúng ta tay trong tay cùng trao nhau ly rượu giao bôi cho sự đầu tiên gắn kết đôi bạn sống cuộc sống vợ chồng. Và cùng trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý hãy cùng nhau sẵn sàng nâng cao những cái ly xinh xắn trước mặt của mình lên cùng tô thật to để chúc hạnh phúc trăm năm cho Trúc Phương và Phân Đạt. Mình xin mời nào một 2, 3, xin mời. Mừng từ đây chúng tôi có thể khách quý tâm lên. Chúng tôi xin lời thay lời cho những người thực hiện chương trình xin chúc cho mối tình thâm sư gia của đôi bên gia đình mãi mãi bền chặt gắn kết theo thời gian với cho tình yêu của đôi bạn trẻ mãi thăng hoa trong hạnh phúc. Và để gắn kết thêm mối tình hôn xuôi gia thì trên lễ đài hạnh phúc lúc này trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình hãy cùng tiến xích lại gần nhau hơn và chiếc ly rượu mừng hạnh phúc cho những người con thân yêu của mình trong ngày đại hỷ này. Và ngày hôm nay trong giây phút này một việc được mạn phép thay mặt cho tất cả quý vị chúc cho hai gia đình mãi mãi khắng khít tình xuôi gia và chúc cho hai gia đình ngày hôm nay đã có một nàng dâu hiền và một chàng rể thảo. Và giờ đây Ngọc Hiệp cũng như Thùy Như được mời hai gia đình cũng như đôi người chúng ta hãy đến tất cả các bàn tiệc để nhận những lời chúc phúc tuyệt vời nhất và được phép xin mời ạ. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị khán giả.